Chào cô chú và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một món ăn rất là đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Nguyên liệu thì cũng không có khó để tìm ở các chợ Mỹ hay chợ Việt Nam. Món cà ri tái mình có thể nấu với cá, gà và tôm. Hôm nay thì mình sẽ nấu gà, tôm. Còn nguyên liệu thì mình sẽ dùng như là nước cốt dừa nè, đường, bột niêm gà, nước mắm, măng hộp, cà ri thái thì có hai loại đỏ và xanh. Còn rau củ quả thì mình sẽ dùng cà bi, quế thì mình dùng loại quế thái hoặc lá chanh thái hoặc là quế mỹ gọi là basil, ớt tay nhiều màu. Món hôm nay thì mình sẽ dùng là ba pao thịt gà. Còn cà ri thái thì mình mua một cái hũ màu đỏ Coconut Milk thì là 400 ml. Trước khi nấu món này thì mình sẽ mua gà về rồi rửa qua nước cho thật là sạch một hai lần. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm gà như thế nào? Mình sẽ cho nước đầy lên trong một cái thao, cho vào đây nửa muỗng canh muối. Và sau đó mình sẽ dùng sữa. Nói về sữa thì mình có thể dùng bất cứ loại sữa nào. Lý do tại sao mà mình phải dùng sữa để giữa gà? Rất là đơn giản, bởi vì sữa nó sẽ giúp cho gà mềm và thơm khi mình nấu ngâm gà hay là ngâm những loại xương thịt để mà mình nấu như là cá mình cũng đã chia sẻ qua để trả lời thắc mắc nhiều cô chú và các bạn ngâm như vậy thịt của mình có bị hôi tanh hư hay không thì mình xin phép trả lời với công thức mình đã chia sẻ qua là gì mình đã làm đã lâu lắm rồi, nhiều năm nhưng chưa bao giờ để lên YouTube. Với những nguyên liệu này thì mình đã để qua đêm hoặc trong tủ lạnh. Mình có thể lấy ra, rửa cho thật là sạch rồi mới nấu thức ăn. Và gà thì mình đã rửa qua sữa và ngâm. Thời gian khoảng 4 tiếng nếu ngâm càng lâu càng tốt rồi mình sẽ đi rửa cho thật là sạch trở lại trong món ăn này thì mình sẽ dùng một loại măng hộp mở ra mình rửa sạch hay mình cũng có thể mua loại măng mà người ta để ở ngoài mình lựa chọn một hai củ về nhưng cũng phải rửa còn nói về khóm thì mình dùng loại khóm tươi hoặc là khóm trong lon khóm trong lon thì cô chú đừng có bỏ nước nha khóm mua về nhiều quá thì mình sắc ra sẵn bỏ vào tủ đá khi cần thì lấy ra còn cà ớt là loại cà có nhiều màu sắc đẹp mình có thể lựa khoảng hai ba trái khác màu rồi lấy hết hột ra rồi cắt ra chiều dài cà bi thì loại cà rất là giòn và ngon mình mua một hộp như vậy là mọi thứ đã sẵn sàng rồi măng cà bi ớt chuông khốm rau quế mỹ hoặc là quế thái hay quế việt nam nói về gà thì mình có thể dùng nhiều loại gà khác nhau mua mì một con hoặc là mua ức gà đùi gà đây là đùi gà đùi trên người ta đã lãng xương hết rồi mình mua về sau đó mình sẽ cắt ra như thế này một miếng mình cắt làm ba phần rồi cắt ngang trở lại mình đừng cắt bự quá bởi vì mình nấu món này thì mình cắt để cho vừa ăn nói về tôm thì cô chú có thể dùng tất cả những loại tôm nào mình thích nhưng đừng có dùng bự quá nha bởi vì càng lớn thì tôm ăn càng dai mình cũng có thể bỏ những loại cá là loại cá mà người ta phi lê rồi đó vô đây ăn cũng ngon lắm tất cả đã sẵn sàng hết rồi bây giờ nhìn thấy quá là hấp dẫn đây là cái muỗng mà gọi là cái muỗng ăn súp ăn phở mình dùng để đo lường khi nấu tất cả món ăn như vậy thì sẽ cho cô chú và các bạn dễ hình dung hơn tôm thì dĩ nhiên mình mua về phải rửa cho thật là sạch đẩy ráo lấy chỉ đen ra tỏi thì mình sẽ dùng vào đây một hoặc hai muỗng canh tùy theo các bạn thích đường phèn và bột nêm nước cốt dừa cà ri thái nước mắm mình sẽ biên nguyên liệu rõ ràng với phần mô tả để cho các bạn dễ đi mua và về nấu nấu món ăn này thì dĩ nhiên gia đình ai cũng sẽ thích dễ ăn không cay lắm mình sẽ dùng là hai muỗng canh dầu ăn loại ô liu hay mình dùng loại nào cũng được sẵn đây thì mình chia sẻ luôn dầu ô liu thì mình có thể nấu những món ăn nhanh nhưng không có thể dùng dầu ô liu để chiên cá bởi vì dầu ô liu nó sẽ có cái mùi rất là khét dễ cháy cá lắm rồi bây giờ mình sẽ dùng cái chảo dặn lửa medium cho vào đây hai muỗng canh tỏi khi nấu ăn thì mình đứng đây để xào tỏi vì nếu bỏ đi thì tỏi sẽ dễ bị khét lắm thời gian xào tỏi thì rất là nhanh khoảng vài phút thôi có cái màu hơi nâu nâu một chút là được rồi và bây giờ mình sẽ cho gạo vào đây luôn gà thì nấu rất là nhanh chừng khoảng 5 phút là được rồi bây giờ mình xào gà cho tới khi nào mình thấy cái gà đổi và cái màu hơi trắng trắng Món ăn gà là một món ăn nhiều người thích bởi vì món này dễ làm, nấu nhanh. Khi gà mà cô chú đã ngâm vào sữa rồi, nấu thử một lần thì sẽ thấy được cái sự thay đổi của miếng gà, miếng thịt. Nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là tất cả nguyên liệu trộn đều với nhau rồi cho vào nếu như cô chú thích ăn hơi cay cay thì mình có thể dùng ớt bột cho vào lúc đầu chung với lại tỏi và dầu ăn xào sơ còn ở đây thì mình sẽ không cho ớt bột vào bởi vì nhà mình ít có ăn ớt lắm còn cách khác thì cô chú và các bạn cũng có thể dùng ớt trái để ở ngoài khi ăn thì cắn đây mình sẽ cho hết nguyên một cái hũ cà ri thái này vào rồi sau đó mình cho chút xíu nước vào để lắc cái hũ đổ vào đây luôn nha đừng có bỏ đi uổng lắm cà ri thái khi mình cho vào thì nó sẽ có cái màu đỏ bởi vì nó là màu đỏ mà phải không hay mình có thể dùng cà ri thái màu xanh nhưng đặc biệt cà ri thái đỏ mình cho nước dừa vào thì sẽ không còn màu đỏ nữa nó sẽ đổi và là màu vàng thời gian nấu là 5 phút Gà khi mình nấu thì sẽ ra nước, đó là lý do tại sao mà mình phải rửa gà qua sữa. Rồi, bây giờ mình cho hết tất cả nguyên liệu rau củ quả vào đây. Để nấu một nồi cà ri Thái như thế này, thời gian chừng khoảng 15 phút là xong rồi. Vì không có nấu lâu được. Rồi, bây giờ tất cả đã cho vào rồi, nhìn trong cái chảo hay cái nồi có nhiều màu sắc rất là đẹp luôn. Có cái mùi thơm nè, rồi nước ăn thì hơi chua chua, có dịu ngọt, rồi dịu béo của cà ri, rồi nước dừa. Tất cả mình đã trộn đều như thế này rồi. Cô chú và các bạn nên thử một lần nha ngon lắm đó rồi bây giờ mình cho hết lon nước cốt dừa vào trong này luôn và mình cũng có thể cho chút xíu nước vào trong cái lon để chán cho vào trong cái nồi cà ri rồi bây giờ mình trộn đều lên nè cô chú và các bạn có thấy cái màu sắc đã đổi rồi không còn thấy màu đỏ nữa thơm lắm và đừng quên bắt nồi cơm nha Nếu không, cà ri đã xong rồi mà cơm thì không có Và bây giờ mình để đây vài phút nữa thôi Mình sẽ cắt lá chanh thái Nói về lá chanh thái thì mình sẽ tước đi cái cọng bỏ đi Rồi sau đó mình cắt cho thật là nhuyễn Để bỏ vào khi mình ăn Thì mình sẽ ăn luôn lá chanh thái này Còn nếu như mình không có sắc nhuyễn Mình cũng có thể bỏ nguyên lá vào cũng được lá chanh thái nếu mình không có thì ra các chợ Việt Nam người ta bán nhiều lắm mùa về bỏ tủ đá khi nào càng lấy ra nấu cơm gà nè nấu những món như là seafood đó thì nó sẽ không còn mùi tanh nữa mà sẽ là một cái mùi rất là thơm. và bây giờ mình sẽ cho tôm và lá chanh thái vào trong cái nồi này luôn khi mình đã cho tôm vào rồi mình chỉ trộn đi trộn lại chừng khoảng 2-3 lần để cho tôm được thấm vào gia vị sau đó thì mình tắt lửa nha đừng để nấu nữa bởi vì tôm mình không có cần phải nấu lâu tôm sẽ nấu trong cái hơi nóng vì tôm để như vậy thì nó sẽ rất là giòn mình để lâu mình nấu lên thì tôm sẽ dai không còn ngon nữa. Như vậy là tất cả đã sẵn sàng rồi. Bây giờ cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh nước mắm. Nói về gia vị nước mắm thì khi mình nấu ăn rồi thì mình mới cho vào nó giữ được cái mùi thơm. mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái dĩa nè, rồi múc một chén cơm cho vào cái chén rồi ụp ngược lại. Rồi như vậy là dĩa cơm mình sẽ rất là thơm. Mến chúc cô chú và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Từng quên cho mình một cái subscribe và share. Bye bye.